Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Huyền Linh, xin chào cô Ngọc Lan. Dạ. Xin chào bạn nữ bên kia, xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Lê Văn Thảo, sinh năm 1980. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công việc của tôi là giáo viên dạy tiểu học ạ. Mình sống ở Đức Hòa với ai anh? Dạ, em sống có một mình hả? Còn gia đình ở đâu? Gia đình thì có nghĩa là mọi người có cuộc sống riêng hết rồi. À, mình ở nhà riêng luôn á hả? Dạ đúng rồi, dạ dạ. Mời nhà gái. Dạ, em tên Võ Thị Kim Hồng, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1982, hiện tại em đang ở quận Hóc Môn. Em làm việc tại Hóc Môn luôn. Vậy qua Đức Hòa gần sạch luôn. Đúng rồi, tỉnh Lô 8. Quá đơn giản, hợp lý ha. Mình làm công việc gì? Em thì đứng chuyên môn về dược ở nhà thuốc Bình Dương. Nhưng mà thực tế thì em đang làm công ty ở tại Hóc Môn. Làm công ty gì em? Công ty về dược anh. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái nghe đi anh Thảo. Dạ, em thì vui vẻ, hòa đồng, là luôn cởi mở với mọi người, rất là gần gũi. Đặc biệt là em không bao giờ nóng tính. Tại vì làm cái công việc là giáo viên tiểu học là không có nóng tính được. Đúng là... rồi, mấy đứa nhỏ đó ha. Mấy đứa nhỏ vô nó nhô nhúc nhúc là không chịu nổi đâu. Phải có sự kiên nhẫn ha. Dạ, đúng đúng, dạ. Yêu thương con nít nữa. Dạ, đúng rồi. Dạ. Mình có khuyết điểm gì không? Em thì khi mà đói á, là tay chân bụng rủng, không có làm được việc gì, dễ vô đói. Không, đã nói là em không nóng tính mà. Ủa vậy đó hả? Dạ, đói thì đói cũng quạo hả? Dạ, dạ. Cái tôi đói tôi quạo lắm ha. Cái thứ hai nữa là hầu như em nhận thấy mình là hơi dễ tin người á. Ừ, vậy hả? Dạ. Cái thứ ba nữa là em thấy trước đây là cái trí nhớ em tốt á. Mọi chuyện là nhớ tới 100% luôn. Mà giờ hầu như là nhớ chỉ còn 50% hả? Nhưng mà 50% này là theo cái hướng là nó có lợi cho mình. Thiếu nào quên rồi mượn. Ừ, sao anh lại biết hay chứ. Nhớ những người mà ta thiếu nợ mình không? Mình đúng không? Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em là chắc tôi dễ gần mà nói chung hay thương người. Khuyết điểm em thì hơi nóng tính. Không sao, bên đây không có nóng tính. Anh ngồi đó em tính. Ơi. Em nhịn rất giỏi nhưng mà khi em không nhịn được nữa thì em rất là nóng. Anh làm gì? Nóng, làm gì? Làm gì ta? Chị làm gì? Đó, anh làm gì? Thì đi chỗ khác thôi. Trời ơi. Ơi. Có nghĩa là đã đi rồi là không quay lại. Được tình duyên mình sao nè thầy giáo? Em cũng có đăng ký trên chương trình, cũng nói rõ là trước đây là em cũng có hôn nhân một lần, hôn nhân rất ngắn ngủi, chỉ có vài tháng thôi. Năm đó em chỉ mới có hai mấy tuổi hả? Là cuộc hôn nhân đó là cách đây cũng gần 20 năm rồi. Nhưng mà lấy vợ có mấy tháng thôi? Dạ đúng rồi, dạ dạ. Có con chưa? Có rồi anh. Con nhanh quá ha? Dạ, khỏe mà anh. Con trai, con gái vậy? Dạ, anh trai hiện thì đang ở với mẹ. Đang học đại học năm thứ hai rồi. Ôi, nhưng mà sao có mấy tháng rồi cái chia tay sao kỳ vậy? Dạ, nó không có hợp nhau về mọi thứ nơi. Kiểu như đó là tìm hiểu chưa kỹ, người ta làm mai làm mối vậy á. Dạ, cái lúc đó nhỏ người non dạ rồi thôi, chắc có lẽ là người ta ai nói gì cũng nghe vậy. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi quá hả? Dạ, rất ngắn anh. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái thì trước giờ là chưa có mối tình chính thức nào hết. Chỉ có tình qua loa thôi hả chị? Chung thì trước giờ em cũng chưa có say nắng. Chưa say nắng luôn. Vậy là chị chưa yêu ai luôn? Chưa say nắng. Chưa nắm tay ai luôn? Chị nắm tay nghĩ như bạn bè thì anh em thì có. Chưa có một cái nắm tay nào mà gây ra cho mình một cảm giác đúng trai rồi. Gái luôn. Cái cảm giác, cái nắm tay mà dành cho người yêu trai gái thì không. Trời ơi. Vậy là chưa biết hung luôn. Làm sao mà biết được cảm 82, giác đó nó tuyệt hả? Vời đến cỡ nào. Trời ơi. Tuổi thanh xuân đã qua rồi. Đừng để nó phí nha, mình vẫn còn thanh xuân đó. Đúng rồi chị ơi, bây giờ mình phải tận hưởng nè. Bây giờ là đúng thời rồi. Của chị tới rồi chị ơi. Bởi vậy tới công chuyện luôn. Đó, tranh thủ bây giờ. Rồi bây giờ chị nói luôn, chị có nhu cầu bằng trai chị như thế nào? Đừng gia trưởng. Bên đây trước tiên là đừng làm gia trưởng. Ông quạo luôn mà. Phải độc lập tí. Rồi sống một mình. Phải, cái tính mình phải độc lập tí. Không lệ thuộc vào người khác. Đây có mình lệ thuộc ai đâu. Mình một ở nhà mình mà. Muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, không lệ thuộc ai hết trơn. Trời, hỏi biết nấu ăn không? Em nấu ăn rất là dở. Tại em đi làm về muộn thôi mà. Nấu ăn được không? Dạ được anh. Bởi vì em sống độc lập nó quen rồi. Bỏ thấy chưa? Dạ. Chứ đâu nấu ăn có được hay không thôi. Ăn ngon anh ơi. Ăn ngon luôn đó, thấy chưa? Nếu ăn ngon là sẽ béo. Không, mà em không có lo là ăn ngon hay ăn dở. Nấu ăn là được. Chứ lo gì? Em ăn rất ít nhưng có một cái em xài hơi nhiều. Xài nhai khoảng nhiêu mà nhiều? Anh xui tì à. Ví dụ như xài gì nhiều nhất? Thì mua sắm. Rồi có một mình mà
không người yêu, không có ai chừng, có mình dễ mua sắm lắm. Thôi bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Trước tiên là chung thủy, biết trên biết dưới, cao theo tiêu chuẩn của em là 1m7. Rồi mập thì ốm. Không được ít tóc. Không được ít tóc hả? Để em qua em coi cho. Không được béo bụng. À, ông hớp vô liền. Em chào anh. Dạ, anh chào em. Em ơi, em có thể giảm giảm chút xíu được không? Ví dụ là ít tóc người ta thương em luôn được không? Đã, hả? Em là người ít tóc, rồi người ít tóc nữa mới mốt đào tạo thế hệ sau nó sẽ không tóc luôn. Vậy thế hệ sau là có rất là nhiều những cái dòng mỹ phẩm có thể về giúp mọc tóc với bên, ví dụ như bên em có. Cho nên là chị an tâm. Đây chắc nhu cầu cao, khó quá anh là mới... Em thấy anh đơn giản, không có gì đâu. Đơn giản. Bây giờ có anh này được lắm á, tôi thấy bây giờ cũng ổn định rồi đó. Gần 20 năm ở không. Em 40 năm ở không nè anh. Em 40 năm ở không nè anh. Nhà trai có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Kính thưa MC, các bạn với kính thưa bạn nữ, mình gặp người đó trước tiên là mình thấy mình yêu, mình thích là được rồi. Cái nước da cũng trắng trắng chút à. Có trắng. Không thấp cũng không cao, không mập cũng không ốm. Tưởng mình đó chuẩn. Dạ, đối với em thì những cái thứ mà em đưa ra nó rất là bình thường. Có nha, nói chứ không mập, không cao, không trắng, không đen, vừa vừa cũng khó lắm á. Dạ, thì có nghĩa là trước tiên đặt vào mắt mình cảm thấy mình thích, mình yêu được là thôi, chứ không có đưa ra một yêu cầu nào hết. Cái người mà không đưa ra yêu cầu mới là khó đó. Thôi, vậy thì cũng thấy hợp lý nha, người cứ gặp nhau đi. Anh đi với ai? Dạ, em đi với mấy thầy cô ở trong trường ạ. Chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Chào khán giả trong trường quay và họ nhà gái. Chào hai MC rất là trẻ trung, đặc biệt là cô Ngọc Lan rất là xinh đẹp. Cảm ơn thầy. Theo như những cái gì thầy Thảo nói ra rất là chính xác, đặc biệt là thầy Thảo rất là ga lăng. Nhưng mà cũng có cái hạn chế đơn giản là thầy này rất là lười yêu. Còn em thì nhận xét bên nhà gái thì cô Hồng đẹp, duyên dáng, nói năng rất là lưu loát và nghiêm túc, một người rất là linh hoạt, dáng vẻ rất là cao ráo và đẹp. Thảo thì ráng tạo cơ hội để được gặp gỡ với cô Hồng thì rất là tốt, rất là đẹp đôi, cho nên cố gắng lên em. Thầy ơi, ở trường mình còn ai độc thân không thầy? Ở trường thì còn độc thân. 85 còn. Ngọc Lan sinh năm 85, Ngọc Lan rất là thích giáo viên. Hai em giáo viên thể dục. Trời ơi, ngon luôn, khỏe. Bữa nào thầy đưa lên đây cho thầy. Thầy nhớ dắt lên đây nha thầy. Muốn chồng lắm rồi. Ok. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân. Dạ, em xin chào tất cả khán giả trường quay. Chào MC Dễ Thương. Dạ thì đầu tiên cho em nhận xét là về chị em. Chị Hồng tuy ra tiêu chí gì thật ra là không phải là cao. Thì em nói chị Hồng như thế này. Đa số đàn ông ở trên Việt Nam chúng ta thì hầu hết là 85% là ai cũng đều bụng bé. Khó mà có thể là đụng dư là phẳng như là chị muốn được. Chị có thể thì chị bỏ định kiến đó. Tại vì theo những lời mà bên nhà trai nói á, thì em thấy anh Thảo này cái tính hiền thì em thấy rất là dễ thương. Và cái thứ hai nữa là ảnh có thể là bù cho chị vì tính nóng của chị, nhưng cái hiền sẽ ập đi cái tính nóng của chị. Chị có thể thương ảnh hơn. Thì nên em thấy chị ảnh về chung một nhà rất là ok. Chốt đơn chị. Trời ơi. Lên đơn ký tên là dắt về. Ai cũng có bụng hết trơn á. Bụng béo là bụng tốt đó. Bụng này ta vừa thôi, vừa huấn luyện là nó xẹp xuống à. Anh huấn luyện sao cho bụng xuống. Nhiên. Ngày nào cũng bắt trồng chuối hết là xuống. Thôi chết rồi. Bụng béo mà hết đất được nhiêu cái vậy anh? Anh khỏe lắm em ơi. Sáng nào cũng tập thể dục hết nè. Lúc trước nó 8 mấy cân, bây giờ nó còn có 77 cân à. 77 cân mà anh cao mét mấy? Cao 1m71. Hơi dư. Hơi dư. Trời, hơi khó chị về quá. Tập chị, về tập. Không, em đang nói hiện tại. Đúng, rồi dạ. Yêu mà tính cả cái cân nặng nó chết luôn rồi. Bỏ bớt đi nha, giống em nó nói rồi đó. Chị bỏ bớt đi, đặng em bỏ hàng rào. Bớt chút. Rồi, miễn dễ thương nói với em trai này là quá đẹp luôn. Thôi, mở rào. Mời thầy Thảo.
tấn công đi thầy. Thầy quên luôn. Thấy chưa? Lâu quá thầy có tặng gai thầy quên luôn. Đến chương trình anh có quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh, em cũng có quà tặng anh. Em tặng anh hộp thuốc sau khi những công việc mệt mỏi anh có thể sử dụng nó để tăng sức khỏe, tăng sức đề kháng. Dạ, em cảm ơn em nha. Anh thấy em sao? Anh thấy em rất là xinh, dáng thì rất là chuẩn. Chắc là môi trường em làm việc cũng tốt cho nên mới được như vậy. Cũng bình thường, tại chắc làm nhiều quá ốm, thiếu ăn. Công việc em là làm kiểu như suốt ngày ở trong công ty hả? Dạ, từ sáng bắt đầu 7 giờ thì tới có khi 8-9 giờ về, hoặc khi 5-6 giờ về, tùy hôm. Anh ngoài việc đi dạy ra thì anh cũng có được một khu nhà trọ. Nói chung thì cuộc sống nó cũng tương đối ổn, chứ không có đến quá là khó khăn. Yeah. Chúng ta cho nhau cơ hội thì mỗi tuần chúng ta có thể gặp nhau không? Hay là được trước, tại vì công việc của anh là coi như chiều thứ sáu là xong rồi, nghỉ được ngày thứ bảy, ngày chủ nhật. Yeah. Nếu mà từ chỗ anh lên tới chỗ Hóc Môn thì khoảng bao xa? Chắc khoảng 30 mấy cây em. Nhưng mà anh nghĩ cái vấn đề là thời gian hay là khoảng cách nó không quan trọng đâu. Nếu mình thật sự là hợp với nhau, cho nhau cơ hội thì cái chuyện đó là rất ổn thôi, không có gì, anh có thể tự sắp xếp thời gian được mà. Lo vụ đẻ trước đi. Em bây giờ phải lo vụ đẻ trước đi em, anh với em lớn tuổi rồi đó. Chuyện đó thì đâu có sao đâu, cứ thực hiện thiên chức thôi. Có thể bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Thời gian không quan trọng, quan trọng là có hiểu nhau, có cho nhau cơ hội rồi để tìm hiểu nhau mà thấy hợp nhau hay không thôi. Quan điểm gì để anh trai anh gái đầu lòng gì đó? Dạ, giờ thì cũng muộn quá rồi. Em thấy con nào cũng được, không quan trọng là trai hay gái. Muộn quá rồi. Nếu mà kết hôn á thì anh ở dưới, em ở dưới này thì sao? Cuộc sống ở đâu? Tại vì công việc em có thể ở tại Sài Gòn và cũng có thể ở Bình Dương. Nghĩa là ở trước đây là đó anh kết hôn khoảng 23-24 tuổi, nhưng nó mâu thuẫn là chủ yếu là cái nơi ở, cái công việc. Nhưng mà sau 20 năm rồi anh có suy nghĩ là tương đối là gọi là mới mẻ hơn, gọi là cởi mở hơn. Nếu như bên nào mà có cái công việc suôn sẻ, thuận lợi tốt, mình để cho cái người vợ hoặc chồng ở đó làm cũng được. Rồi sau đó mình có thể sắp xếp cái thời gian là cuối tuần hay gì mình về chung với nhau thì cũng ổn thôi, chứ không có gì. Ví dụ như giờ công việc của anh thì ở tại địa phương nó rất là thuận lợi rồi, mà anh cũng không có quan trọng là cưới nhau rồi là phải theo anh về, hoặc là nếu như em bắt buộc anh phải đi theo em. Nhưng mà em cũng nên suy nghĩ lại là nếu như mà anh từ bỏ cái công việc đó được, nhưng anh có một cái công việc nào khác hoặc là thuận lợi hơn thì anh sẵn sàng theo em. Tại vì công việc em hiện tại thì ở Hóc Môn nhưng mà cũng có thể là ở Bình Dương, tại nó sẽ không cố định hai công ty. Người thì sẵn sàng hy sinh như người kia. Dạ, dạ. Bây giờ mình nói thôi chứ nhiều khi em về xong rồi anh nói thôi anh dọn về Đức Hòa ở với anh luôn. Quan trọng là hai người yêu nhau như thế nào thôi. Dạ. Giờ mời thầy giáo với mày nắm tay, nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận những giây phút tuy nó ngắn ngủi, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Thầy Thảo thấy gì, suy nghĩ gì, tim thầy Thảo có đập hay không? Dạ anh đang đập loạn xạ hết anh ơi. Tim mà không đập là chết luôn rồi anh ơi. Bây giờ để thay những gì muốn nói với em lần đầu tiên gặp gỡ, anh xin tặng em vài câu thơ đi ha. Dạ. Lần đầu tôi đã gặp nàng, nhìn qua ngó lại ngỡ ngàng nhìn nhau, tình đầu như đã trót trao, thẹn thùng bối rối nói sao nên lời. Con tim ánh mắt hiểu rồi, mà sao cứ lại hững hờ với nhau. Thôi thì ta hãy mau mau, đừng nên lãng tránh để sau thương hoài. Thương thương nhớ nhớ làm sao, bóng hình người ấy đã vào tim tôi. Anh cũng mới về suy nghĩ mà thôi. Được rồi em gái. Giáo viên thì vậy là đúng rồi, lúc nào cũng thơ văn chữ nghĩa nó đầy trong người luôn á. Thôi được rồi, mời hai người về vị trí. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định chính xác. Quyết định phải từ trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Rồi, chúc mừng chị. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau, hãy nắm tay thật chặt nào. Nắm thế này đúng rồi, chặt vào một nụ hôn đầu tiên. Làm việc luôn không anh? Xin phép cho anh được hôn em cái ha.
Thấy là mấy thầy ở dưới là mừng hơn luôn đó. Chị nói gì? Anh không nghe em nói hả? Dạ không nghe rõ. Em nói là anh giới thiệu về bản thân của mình giúp em. Dạ. Dạ. Em tên Quốc ở cái bè Tiền Giang á. Họ và tên luôn anh ơi. À, Lê Bảo Quốc. Ừ, rồi. Em hiện tại công tác tại đảng ủy xã Mỹ Tân, huyện cái bè Tiền Giang. Ừ. Anh sinh năm mấy? Em sinh ngày 1/1/1989. Ừ, sinh năm 89. Hiện dạ. Là đang làm bên đảng ủy, nhưng mà cụ thể công việc của anh là đặc biệt. Em tổ chức đảng ủy xưa. Ừ. Đầu quê mà đó luôn ha. Dạ đúng rồi, gốc ở đó luôn. Rồi. Vừa vợ đó. Rồi. Rồi, điểm yếu của tình trường của anh như thế nào rồi? Anh chia sẻ xíu nha. Dạ. Nói chung thì điểm mạnh thì cũng không có nhiều. Nói chung cũng bình thường thôi. Yếu thì nói chung là em không có uống rượu bia được á. Với lại ngại tiếp xúc với người lạ á chị. Ừ. Rồi ha. Người ta tìm bạn gái tiếp xúc với người lạ lên sân khấu người ta nói chuyện mà làm vậy vậy. Cái này không phải là em đăng ký nữa, nói thiệt với chị là có mấy người bạn ở trạm y tế á, rồi đăng ký dùng chứ em thấy cái lên trên đó thì mẹ nó đọc rồi em thấy bị khóc á, sợ bị khóc á. Ừ, vậy thì anh có bản thân anh có muốn tìm bạn gái không? Bản thân anh có muốn lên chương trình hay không? Mình test địch. Thì nói chung là cũng có chứ. Nói chung là mình cũng lớn tuổi rồi. Ừ, có được. Tìm một cái mảnh ghép cho mình để mình còn phải cho tạo cho mình có một cái gia đình yên nữa chứ. Nói chung là em thì bây giờ cũng, mình còn... em có về tình trường thì em cũng lúc mà em mới vô cơ quan thì em cũng có quen một người chung cơ quan cũng bốn năm mấy gì đó, nhưng mà về vấn đề nó giống như nhiều năm rồi cái nó nảy sinh nhiều cái mâu thuẫn nên không có đến được với nhau rồi chia tay. Chia tay xong khoảng bốn năm mấy năm gì. Trời ơi, quen 5 năm luôn, rồi sao không tiến tới lấy nhau? Rồi, sao tự nhiên để cho không thuận? Nói chung là có nhiều cái nó không thấy nó không hợp nhau. Rồi, quen 5 năm mới nói không hợp nhau. Rồi, gây ra dịch cho anh không hợp rồi. Chỗ nào? Rồi, năm 2017 có được một cái người quen làm mai, rồi cũng có đã từng kết hôn rồi. Từ từ nha, 4-5 năm á, thì sao lý do vì sao anh chia tay không hợp điểm nào? Nói giúp em đi để em còn biết mà em tìm người không lặp lại như vậy. Nói chung là tuổi. Cái trường hợp đó cho anh. Về tuổi. Quen 5 năm nói không hợp, về tuổi tác là không thấy không ổn rồi nè. Bạn gái tuổi gì? Tuổi gì mà nó không hợp? Tuổi ngọ. Sinh năm 90. Anh 89, bạn gái 90. Em đúng ra là em á là tuổi mình á là sinh năm 88, tuổi thìn. Ừ. Rồi cái quen 5 năm rồi là tuổi gì tuổi tác thôi, cái tự nhiên cái chia tay. Đúng rồi. Trời đất ơi, quý tuổi thanh xuân của đời con gái người ta. Rồi, có tình thứ hai thì sao? Năm 2017 thì sao anh? 2017 thì được người làm mai.
rồi tới nói chung là cũng gần ở đây thôi, gần cái nhà của em á, nên cách cũng khoảng mười mấy cây số gì đó. Thì vợ em thì làm ở bệnh viện, em thì làm nhà nước như đây, nên nói chung là cũng rồi thấy cũng không hợp rồi chia tay. Rồi hai mươi tám chia tay. Quen bao lâu mà kết hôn rồi năm nào anh chia tay? Là mai gặp nhau tháng 3 âm lịch, tới tháng 7 âm lịch là em đám hỏi đó. Tháng 9 là em đám cưới. Ừ, rồi trong năm 2017 luôn, làm được làm mai là đám cưới luôn. Đúng rồi. Tháng 8 2018 là vợ em mới bỏ về trên gia đình bên vợ đó. Tại sao? Hai vợ chồng có thích bất kịp mà bỏ đi? Thì nói chung là cũng không có gì lớn. Tại vì em thì lúc đó là em đi học lớp đại học hành chính ở trường chính trị Tiền Giang á. Ừ. Vợ em thì đi làm ở nhà. Rồi mẹ em thì giai đoạn đó thì mẹ ruột của em á là bị bệnh về xương sống á chị. Ừ. Nên đắp thuốc. Đắp thuốc lúc đó thì bữa đó thì vợ em đi làm về ra ca thì nói chung là cũng không có về liền, nhưng mà em học ở Mỹ Tho tới cuối ngày em mới về. Tại vì từ lúc trước á chưa có vợ thì em đi em ở dưới đây, còn lúc mà em có vợ là em đi em về không ạ, em không có bỏ vợ em. Rồi khi đó về trễ quá thì em cũng có hỏi là đi đâu sao không về, thuốc men gì cho mẹ chứ vậy đó. Ừ. Rồi vậy thì giận nhau rồi bỏ về trên nhà thôi, chứ cũng không có cự cãi gì nhiều, cũng không có đánh đập gì, cũng không có dùng bạo lực gì hết. Ừ. Rồi trên kia rồi mới rồi ở dưới đây em mới điện kêu về, nói không về, rồi bà và vợ mới nói là bây giờ về là từ vợ em luôn, nên vợ em không về. Rồi em mới hỏi về không về thì đang em biết em tức. Vậy thì em ở dưới đây nói không về rồi em luôn làm thủ tục ra tòa. Mẹ của em nói là không về. Đúng đó. Là mẹ của anh nói là không về là từ mặt đúng không? Nên vợ anh không về đúng không? Bà và vợ của em không cho vợ em về dưới đây á. Ừ. Rồi, vậy là được chị luôn. Dạ. Ừ. Rồi sau đó thì từ 2018 tới nay quen ai không? Không. Không tìm hiểu ai hết luôn. Rồi anh có con gì không anh ơi? Dạ không, chưa có con chị. Ừ. Rồi giờ anh muốn tham gia chương trình, anh muốn bảo một người bạn gái của anh như thế nào? Nói chung thì tướng thì cũng dễ nhìn thôi. Ừ, nói chung là rồi. Về mặt thì cũng có nghề nghiệp ổn định một xíu. Anh mong muốn là nghề gì anh nói? Cũng gần đấy thôi. Miền Tây nha. Thì nói chung là em làm ở bên nhà nước, nên nói chung là làm bên nhà nước thì nó thấy nó hợp hơn, với lại hiểu nhau hơn. Nhân viên văn phòng ở ngoài được không hay là chỉ là nhà nước thôi? Viên văn phòng nói chung là cũng được, nhưng mà ở dầm gần gần khu vực của em thôi, chứ đừng xa quá. Tại vì em nói chung là em hồi trước giờ đi lại xa lắm. Bây giờ khu vực miền Tây được không anh ơi? Dạ. Rồi ok, khu vực miền Tây ha. Rồi người ta đổ vỡ giống anh, người ta nuôi con ok không? Không. Hả? Không chị. Là anh không chịu gái ly hôn hả? Dạ không. Ủa mình cũng ly hôn mà anh, mình cũng ở trong hoàn cảnh của người ta thì người ta cũng trong hoàn cảnh của mình thì dễ thông cảm vậy. Nhưng mà nếu như mà ly hôn thì thôi đừng có con, vì em không có thích. Rồi ly hôn không con. Rồi. Rồi ok.
độ tuổi, rồi hoặc là gì mà anh không thích ở người phụ nữ anh thì kêu em với. Nói chung là ông thích nhậu không? Ừ. Rồi mình còn gì không anh ơi? Dạ không chị. Rồi ok, vậy thì em ghi nhận ở đây những thông tin của anh ha. Thì buổi cá đến đây kết thúc. Bên phù hợp thì em sẽ gọi lại chắc. Rồi em cảm ơn anh, em chào anh. Dạ, rồi, chào chị nha. Tuần trước giùm em nè, họ tên tuổi quê quán của mình là gì ạ? Anh tên Nguyễn Minh Hiếu, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1976. Ok, anh Hiếu là quê ở đâu, đang làm gì nè anh? Anh ở là ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Anh làm bảo vệ. Làm bảo vệ chở gì anh? Công ty dài phân lâu ở thị trấn Cần Giuộc. Vậy nay em có đi làm không? Nay anh đi làm ca đêm. À, làm bảo vệ ca đêm, còn ban ngày là mình làm cái gì? Nãy là đi ha, cho dê ăn, có nuôi mấy nhà, có nuôi mấy dê. À, nay là nãy là đang đi cho dê ăn đó hả? À, nãy chờ em thấy nắng 15 phút nữa, thấy chờ lâu quá, không biết nào cái đi vô cho dê ăn. Cho dê ăn xong chưa? Cho rồi, cho dê ăn rồi. Vậy đó hả, dê là ăn gì anh? Là sụ đổ á. À vậy hả? Ok, rồi bây giờ anh giới thiệu về bản thân mình xíu đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Trước giờ đã lập gia đình chưa? Trước giờ chưa lập gia đình. Chưa từng lập gia đình luôn. Đó, thiệt luôn á hả? Chưa. Lý do làm sao vậy? Là hồi giờ có yêu ai không? Cũng có á. Có không? Có. Rồi sao mà chưa lập gia đình, là có còn zin không? Còn. Còn lý do luôn. Trời ơi. Rồi là sao biết còn zin, ai kiểm chứng được hay mình tự biết vậy đó? Nào, nói lại vậy đó con. Mà sao đảm bảo mình còn zin? Nó tại chưa có vợ nó còn zin. À vậy đó hả? Ok. Rồi để mà không phải. Hỏi đó. Chưa có vợ mà còn zin làm sao anh? Có nghĩa là anh có bạn gái thì có nắm tay rồi chưa? Không. Có hôn chưa? Không. Hả? Lớn lên coi em không nghe rõ. Có hung rồi là không còn duyên đâu nha. Rồi vậy giờ có vợ rồi biết làm sao có con không? Biết. Rồi Nhung hỏi cái gì tới gì nữa Nhung? Hình mẫu hả? Quên luôn à. Rồi anh ơi, lý do làm sao mà anh không có tìm được bạn gái bên ngoài vậy? Không ai làm mai được cho mình hết hả? Tại giờ lớn tuổi thì khó tìm em. Mà lúc trẻ tuổi sao không tìm? Trẻ tuổi cũng có quen người, hai người mà cũng đó có quen người cũng lên Sài Gòn làm quen người ở ngoài Bắc. Mấy người kia, em kia vô bán nước cho bà về kế bên chỗ làm á, thì cũng quen rồi, cũng được năm rồi. Cái có năm em nó về quê, về cũng chủ anh về quê chơi mà anh không có gì đi theo về. Cái em nó về quê ở ngoài quê luôn, không vô nữa mà lấy chồng luôn. Mà bao nhiêu thời gian rồi mà quen có một hai cô vậy thôi hả? Đó lúc không mấy cái tuổi, còn nay cũng 5 năm rồi, cũng có quen người. Cũng quen rồi. Nhỏ hơn con giáp luôn. Là người đó nhỏ hơn anh con giáp á hả? Hay là lớn hơn? Nhỏ hơn anh con giáp. Anh cũng như anh, em Tứ Thành, em nó cũng Tứ Thành luôn á, nhỏ hơn con giáp. Rồi bây giờ muốn tìm bạn gái thì sao? Có coi tuổi coi gì không thì anh nói luôn nha. Bây giờ chưa có vợ, giờ em tìm bạn gái giùm anh ha. Rồi anh thích bạn gái sao? Ngoại hình, công việc, tuổi tác cô đó làm sao? À, người đó cỡ tuổi thì cao đẳng cỡ 30 tới 4, 30 hay 35, mấy tới 4 mà 2 được.
chưa có chồng thì rồi tớ không có chồng thì cũng có chồng đi vậy cũng được ha. Được hết đúng không? Thì dĩ nhiên ưu tiên rồi, ưu tiên độc thân cho anh, nhưng mà lỡ không có thì ly dị đang nuôi con cũng được đúng không? Mà nhà nhanh xíu nha. Đẹp gái dễ thương. Có duyên anh trẻ qua nha. Anh thương. Rồi không quan trọng là có chồng. Kiếm cho nào cô nào cũng còn zin được không anh ơi? Còn zin cỡ như anh được không? Đúng không? Con còn zin mà xấu là anh không chịu đâu nha, phải đẹp gái chứ. Bây giờ giữa còn zin với lại là đó, cái cô còn zin thì không được đẹp bằng cái cô không còn zin, thì anh chọn cô nào? Cô đẹp gái thì cổ bị ly dị rồi, còn cái cô mà cổ hơi xấu hơn xíu thì cổ còn zin, anh chọn nào? Trời ơi, cho chọn mà không chọn. À, sao? Xấu mẹ, xấu hơn chút mình, nhìn thấy có duyên thương là được à? Không, không có duyên đâu đó, không có duyên đâu đó. Được cái còn trinh thôi, còn cái là còn trinh giống anh đó. Mà cả nhiều tuổi, nếu mà cả nhiều tuổi. Mệt cái gì. Ý hỏi vậy thôi, chứ còn là sẽ ghét cho anh cái người nào nó phù hợp, còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Bạn gái cũng hay ăn, dễ thương, nhìn hãy nhìn là thương, giờ thấy dễ thương là thương, thương mà. Được, nhìn thấy là thương là được rồi, phải không? Nhìn lần đầu mình thấy mình không, xấu quá là không chơi được. Sao không? Trời ơi, không có phụ nữ xấu, em biết điều đó. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu thôi. Rồi, nói chứ thấy anh cũng là thiệt tình đó. Có làm sao mình cứ chia sẻ vậy ha. Rồi là nếu mà mình còn mong muốn bạn gái là có bắt là phải ở Long An luôn không hay sao? Hay lấy vợ, có đi theo vợ được không hay sao nè? Tại giờ anh ở nhà, cha mẹ anh mất hết rồi. Bây giờ là lấy vợ ở đâu cũng được đúng không? Ở đâu cũng được hết. Tại giờ lớn tuổi rồi anh không có cán trọng, bây giờ coi gái ai lấy được là chịu rồi. Rồi, ok, là bạn anh là sinh năm 76 và bạn gái tầm tầm tuổi anh cũng được đúng không? Rồi, chắc dễ mà, chắc được rồi Nhung ơi. Ủa, okay. Thấy anh đâu mất tiêu rồi. Chắc đi cho dê ăn nữa rồi quá, phải không? Đem con dê lên nha anh. Đâu mấy mấy con dê đâu, quay coi thử con dê anh. Con dê đâu rồi? Dạ, vô. Đâu, dạ, dê coi mấy con dê bự chưa? Bữa đó làm cái lẩu dê lên chương trình nha. Nghe nuôi mấy con dê lận? Hai con hả? Hai con đó mua hết nhiêu tiền? Gần 10 triệu. À, hai con 10 triệu đó hả? Rồi nuôi bán là cỡ được 100 triệu không? Không. Nuôi bán, cỡ nhiêu? Bán con cũng như giá đó, 3-4-5 triệu vậy. À, là lời đúng không? Rồi ok, nói chứ thấy anh Hiếu cũng rất là thiệt tình á, thì là để có cái cô nào phù hợp á thì là chương